Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiến sự xin gửi đến quý vị và các bạn một video mà đây là một cây xanh năm ngoái tiến sự cắt giật và năm nay định hình cho anh Huân tại Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. Năm ngoái thì cắt tất cả những cái lòng lợn One Travel thì cắt đi hết rồi. Hôm nay thì lấy lại các cái mầm và định hình để chúng ta chăm sóc. Vâng, đây là những cây xanh mà trước anh mua thì nó rất là loằng ngoằng. Và năm ngoái thì tôi cắt giật hết lại. Ở bên này cũng vậy.
Rồi một cây song long mà cách đây một năm chúng tôi cắt giật lại. Thì bây giờ định hình các bạn thấy là huyệt nó cũng rất là nhỏ. Nó sẽ mất khoảng đôi năm các bạn nhé. Nếu như được xử lý lại hai lần nữa thì chúng ta có thể chơi tạm được rồi. Nếu không cắt thì mãi mãi chúng ta cứ để lòng lợn quằn tà vèo. Xin kết thúc video này và xin cảm ơn quý vị và các bạn.